Nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, thị trấn Pưng Đờ Rang đã vận động đông đảo người dân trên địa bàn ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường nhiều trục đường trên địa bàn thị trấn. Để đợt ra quân đạt được hiệu quả cao, thị trấn Pưng Đờ Rang đã phân công các hội đoàn thể của thị trấn phụ trách nhiều địa điểm khác nhau, cùng với người dân, các tổ dân phố tuyên truyền, huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom toàn bộ phế thải dọc các tuyến đường, trục tổ dân phố. Chuẩn bị những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là ngày sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thị trấn Pưng Đờ Rang, huyện Crong Búc tham gia chương trình dọn vệ sinh trên trục quốc lộ 14 hôm nay. Qua thời gian chúng tôi dọn dẹp vệ sinh thì hiện nay phải nói rác thải là một vấn đề rất quan trọng. Nó làm mất cái thẩm mỹ, mỹ quan của thị trấn. Thì hôm nay chúng tôi phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể trên địa bàn 20 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Chúng tôi đã dọn dẹp xong một số khúc đường rác thải rất nhiều. Qua đây chúng tôi cũng mong muốn tất cả những hộ dân, đặc biệt là hộ dân tổ dân phố 13, 14, 15 sống trên địa bàn, chúng ta hãy chung tay cùng chúng tôi giữ gìn vệ sinh để đảm bảo cho thị trấn này một khang trang sạch đẹp, và không nên thải rác bừa bãi ra nữa, để chúng tay cùng chung xây dựng thị trấn xanh, sạch đẹp và lành mạnh hơn. Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, nên trong đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn thị trấn đợt này có hàng trăm người dân là cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và bà con nhân dân cùng tham gia. Trong thời gian đến, thị trấn Pưng Đờ Rang sẽ tiếp tục tăng cường công tác vận động các tổ dân phố, tuyên truyền đến người dân trong khu dân cư, nâng cao ý thức, thay đổi tư duy của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, tiếp tục duy trì các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nhưng hôm nay là phụ nữ kết hợp với nông dân để dọn vệ sinh môi trường theo trục đường quốc lộ 14, đó là bên tổ dân phố 12, 13 và 14. Thì hiện nay là rác thải rất là ô nhiễm. Mong muốn của phụ nữ cũng như tất cả bà con nơi đây là chính quyền các cấp có biện pháp nào để không cho bà con thải rác bừa bãi nữa. Phải có hình phạt thích đáng cho những trường hợp đi xe công nông buổi sáng sớm đi rẫy và xe máy đi ra vứt rất là ô nhiễm. Đây là một hoạt động thiết thực, qua đó góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh dịch vụ, tăng cường nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong cán bộ và nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường bằng các hành động việc làm thiết thực hiệu quả. Thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc tách quảng cáo, rao vặt, làm mất mỹ quan, khu vực dân cư và đô thị. Lên án các hành động, việc làm gây ô nhiễm môi trường, các hành động thiếu văn hóa đối với môi trường.